Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm hoa anh đào. Đây là cành hoa mình đã làm sẵn. Nguyên liệu chính thì làm khá đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần giấy nhún và một cành cây khô. Cành cây này thì các bạn có thể tìm ở bất cứ nơi nào có cây nha. Đây là cành khô mình lấy ở trước nhà. Thì các cành cây khô có hình dạng tương tự như vậy là được nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một bông hoa như thế này, rồi các bạn có thể tự gắn vào thành cành như thế này cũng được nha. Thì nguyên liệu để làm gồm một số nguyên liệu chính như sau. Thì nguyên liệu chính các bạn cần là giấy nhún. Thì ở đây mình sử dụng giấy nhún màu hồng phớt. Nhìn như thế này thì nó sẽ giống màu trắng, nhưng mà thực ra ở ngoài thì nhìn nó sẽ là màu hồng phớt nha. Hai mảnh giấy nhún có kích thước như vậy. Bút sáp màu vàng và màu hồng đậm. Kéo xuống bấn keo. Và chúng ta cần chuẩn bị những cái cành cây khô như thế này. Các bạn bẻ những cái cành cây khô ở những cái cây mà nó chết rồi ấy. Thực ra cành cây khô này mình nghĩ thì khá là dễ tìm. Có những nguyên liệu thì có như vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào làm nhá.
Vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách làm một cành hoa anh đào nhá. Thì cái cách mình đã hướng dẫn các bạn cách làm một bông hoa thì phần ghép lại nó khá đơn giản thôi, các bạn cứ ghép tùy ý, tùy vào thẩm mỹ của cá nhân nhá, của mỗi người. Ghép như thế nào theo mình thấy cứ ghép thứ tự nó xuôi xuôi theo cái cành này thì là đẹp. Ở dưới thì các bạn cho nhiều hoa một chút thì ok. Tay nhi không thì các bạn có thể xem video này của mình, xem clip video này của mình và gắn theo cái hình của mình nhá. Tại vì là cái cành tùy thuộc vào cái cành cây mà các bạn kiếm được á. Cái hình dáng của cây nó như thế nào thì các bạn gắn hoa cho nó phù hợp. Thực ra là mình chỉ dùng keo nến và dán vào thôi. Như thế này. Các bạn có thể cắm vào bình hoặc là treo lên cũng đẹp. Thì chúc các bạn là thành công với mẫu hoa anh đào này nha. Hơi mất thời gian một chút thôi nhưng mà lên thành phẩm thì khá là đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái mẫu hoa đồng tiền như thế này. Thì đây là một cành hoa mẫu mình đã làm, gồm có 3 bông hoa đồng tiền với màu sắc khác nhau. Các bạn có thể nhìn lên trên cái màn hình để nhìn rõ nha. Thì để làm được cái bông hoa đồng tiền như thế này thì chúng ta cần một số nguyên liệu chính như sau nha. Nguyên liệu để làm bông hoa đồng tiền thì chúng ta gồm giấy nhún màu sắc để làm hoa nha. Giấy nhún màu xanh để làm nhị hoa. Tiếp theo các bạn có thể nhìn lên cái kích thước màn hình để có thể hình dung rõ được các kích thước mình đã ghi nha. Giấy nhún màu xanh để làm lá và làm đài hoa. Thực ra là chỉ buộc cũng không cần thiết lắm. Nên là nhưng mà nếu các bạn nào mà muốn dùng nó cố định hơn thì các bạn dùng chỉ buộc cũng được nhé. Keo sữa, băng keo sáp, kéo và cái phần kẽm cành mình dùng cái loại to nhá. Đây là các bạn để ý thì cái cành hoa đồng tiền thì nó cũng khá là to. Thì các bạn có thể dùng cái loại kẽm 5mm như thế này, kích thước là từ 30 đến 35cm. Ở đây thì mình làm là 30cm nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào làm từng phần một nha.
Trước tiên thì chúng ta sẽ cắt cái phần giấy nhúm cái kích thước là 20 nhân với 30 cm như thế này nhá. Các bạn kéo giãn cái tờ giấy kích thước như vậy nhá. Rồi các bạn gập lại. Cắt tua rua như này cho mình. Sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ được một cái giải giấy tua rua như thế này nhá. Các bạn để tạm ở đây. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cắt cái giải giấy có kích thước là 60 nhân với lại 3 cm nha. Đây, kích thước là 60 nhân với 3,5 cm. Các bạn cũng kéo giãn ra nhé. Sau đó các bạn gấp lại thành nhiều. Rồi các bạn cắt theo như mình này. Các bạn cứ cắt như thế này cho đến hết cái giải giấy này. Mình để tạm ra ngoài rồi lát nữa thì chúng ta sẽ hết nước vì gió rất là to. Sau khi các bạn cắt xong được cái giải giấy này, chúng ta sẽ được cái giải giấy có hình dạng như thế này. Gió cực to luôn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng đến cái mảnh giấy với kích thước là 30 nhân với 6 cm như thế này nhá. Gió to quá là đồ của mình bị bay. Đây kích thước là 30 nhân với 6 cm nha. Các bạn cũng kéo giãn cái mảnh giấy này ra nhá. Các bạn gặp lại như mình. Các bạn cắt như thế này nhá. Theo mình lúc mà mình cắt nhiều cái
cánh hoa như thế này ấy, thì mình có bị rút ra cái kinh nghiệm là chúng ta không nên cắt liên tục các cánh nhỏ như thế này liên tục rồi sau đó chúng ta mới tỉa cánh. Kinh nghiệm của mình là mình cắt được cái phần cánh nào thì chúng ta sẽ tỉa luôn cái phần cánh như thế này nhá. Tiếp đến cánh tiếp theo chúng ta cũng làm như vậy. Để tránh trường hợp là chúng ta cắt liên tục lùi các lớp cánh nó sẽ bị xô nhau và chúng ta cắt sẽ dễ bị khó đi nhá. Còn bạn nào mà làm được thì các bạn cứ làm nhé. Mình thì mình thấy làm từng cái một mà chúng ta cắt dày như thế này thì nó cũng nhanh thôi, cũng không lâu thôi. Nên là không cần phải cắt như vậy. Đang ngồi trên sân thượng nên là gió rất to, nắng cũng to luôn. Đây là cái lớp cánh ngoài cùng. Sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ được cái giải giấy có kích thước 30x6 như thế này. Thì với cái đồng tiền này thì chúng ta sẽ cắt hai cái giải giấy như vậy nhá. Sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ dùng cái kẽm cành này, chúng ta sẽ bẻ cong cái phần lá hoa một chút cho nó vươn ra ngoài. Mình thật đấy. Chúng ta được hai cái cánh như thế này và hai giải đấy chúng ta vừa cắt. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào hoàn thiện cái phần bông hoa nha. Mình xếp gọn không thể nào, tí nó cũng bay lung tung. Chúng ta sẽ dùng keo sữa này, hết keo vào cái phần giấy màu xanh mình vừa làm. Rồi sau đó chúng ta sẽ cuốn vào cái phần kẽm cành này nhá. Cuốn xong chúng ta sẽ được một phần nhị hoa đầu tiên như thế này. Tiếp đến thì sẽ là cái phần không kiểm soát được. Tiếp đến thì chúng ta sẽ dùng đến cái giải giấy này nha. Chúng ta cũng phết keo và cuốn xung quanh cái bông hoa, cái nhị hoa mà chúng ta vừa cuốn màu xanh.
quá. Các bạn đặt như thế này và cuốn chặt lại nhé. Chúng ta sẽ được cái lớp nhị tiếp theo. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cuốn đến phần cánh hoa nha. Với cái phần mà chúng ta đã uốn cong thì chúng ta sẽ để cho nó hướng ra ngoài nha. Tiếp tục chúng ta lại cuốn vào cái phần này. Các bạn đặt sao cho nó bằng nhau nhá. Bằng với cái phần mà chúng ta vừa cuốn ở cái phần gốc ấy, ở phần đài hoa ấy. Lúc cuốn các bạn chỉ làm sao cho mà cái phần cánh hoa nó bằng nhau nhá, chứ cánh cao cánh thấp. Vừa mình mới quay thì nó bị lỗi video nên là ta không lưu lại được cái phần mà mình đã làm đài như thế này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại các bạn nhé. Các bạn cắt cho mình tờ giấy có kích thước là 6 x 4,5 cm nha. Ở đây kích thước mình làm nó không chuẩn vì mình cắt để hướng dẫn các bạn thôi. Thì các bạn cứ cắt đúng cái kích thước như thế này nhá. Các bạn kéo giãn cái mảnh giấy này ra nha. Rồi các bạn gập lại. Vì phần đài của cái bông hoa đồng tiền nó hơi khác so với những bông hoa khác, là cái phần đài của nó hơi nhỏ ở phần này nhá. Thì chúng ta cũng cắt như vậy. Chúng ta sẽ được cái phần đài như thế này và chúng ta sẽ dán vào cái phần bông hoa đồng tiền như thế này nha. Sau khi dán thì chúng ta sẽ dùng cái băng keo sáp để che đi cái phần giấy thừa nha. Rồi. Sau khi hoàn thiện thì chúng ta sẽ được cái bông hoa đồng tiền như thế này. Thì các bạn để ý là cái cành hoa đồng tiền thì nó sẽ hơi cong ở phần đầu này. Mình thấy như vậy thì nhìn nó tự nhiên và đẹp hơn, thì chúng ta cũng bẻ cong nó đi nhé. Các bạn đặt ở phần đầu này, các bạn cũng bẻ cong nó đi. Thì nhìn bông hoa nó khá là tự nhiên. Đó, chúng ta sẽ được bông hoa đồng tiền như thế này. Thực ra là các bạn có thể dừng lại ở đây. Các bạn có thể làm những bông hoa đồng tiền như thế này và chúng ta sẽ cắm vào lọ cũng được nhá. Nhưng mà bạn nào mà muốn làm thêm lá thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thêm cái phần lá nhá. Phần lá của bông hoa đồng tiền thì nó gần giống với lá của hoa anh túc. Tuy nhiên thì mình không phải clip nào mình cũng có thể hướng dẫn các bạn làm cái lá của hoa anh túc được vì nó rất là mất thời gian. Cho nên là bạn nào mà muốn làm thì các bạn có thể xem ở cái clip làm hoa anh túc của mình.
Còn ở đây thì mình chỉ hướng dẫn các bạn làm cái lá nó đơn giản hơn một chút. Thì các bạn cắt cho mình cái mảnh giấy nhún với kích thước là 15 x 7 cm nha. Kích thước này thì mình cắt cái tờ giấy này mình vừa mới cắt ra để làm cái phần nhị hoa ấy, nên là nó chưa không được đầy đủ kích thước. Các bạn cứ cắt kích thước của 15 x 7 cm hoặc là to hơn cũng được nhá. Các bạn gấp lại như thế này và các bạn cắt theo mình. Chúng ta sẽ được cái phần lá nó như thế này. Các bạn dùng tay để làm lá cho nó cong lên một chút để cho nó trông tự nhiên hơn nha. Rồi các bạn dùng tay này kéo giãn phần giữa cho cái phần lá nó cong như thế này. Thì chúng ta đã được một cái lá của hoa bông hoa cúc đơn giản nha. Thì các bạn dùng băng keo sáp để cuộn lại như thế này. Ở đây thì mình có một cái lá thôi nên là mình sẽ không gắn vào đây. Còn các bạn có thể ghép những cái cành hoa đồng tiền lại như thế này và ghép thêm phần lá cho nó đẹp. Hoặc là các bạn có thể chỉ dùng cái cành đồng hoa đồng tiền như thế này, các bạn cắm vào lọ nhìn cũng rất là đẹp rồi nhá. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn làm một bông hoa đồng tiền như thế này. Màu sắc các bạn có thể tự ý lựa chọn nha. Đây là bông hoa đồng tiền mình làm nhiều cánh này. Bông này ít cánh và bông này nhiều cánh nha. Thì số cánh các bạn tùy thuộc vào các bạn muốn nó nhiều hay ít thì là do các bạn nha. Thì chúc các bạn thành công với cái hướng dẫn của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm mẫu hoa lay ơn. Kiểu nó gì nhỉ? Nở to ra đấy. Trước thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn làm một mẫu hoa lay ơn rồi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một mẫu hoa lay ơn cũng gần tương tự như vậy nhưng mà nó nở to hơn nha. Thì để làm được cái hoa lay ơn này thì chúng ta cần một số nguyên liệu như sau. Đầu tiên thì chúng ta cần đến cái giấy nhúng. Mình làm ở đây mình làm hoa lay ơn màu vàng nên là mình sẽ dùng giấy nhúng màu vàng nhé. Với cái hoa lay ơn nở to như thế này thì mình sẽ dùng giấy ý mềm. Đây là hình ảnh của cái giấy ý mềm nhé. Các bạn có thể tìm mua ở các chỗ làm giấy làm hoa nha. Mình cũng không sâu rõ được cho các bạn nhìn thấy nhưng các bạn có thể nhìn qua cái hình dạng và cái mã màu của cái giấy nhún này nha. Thì trước tiên là giấy nhún thì chúng ta sẽ chuẩn bị như thế này. Các bạn nhìn thấy theo kích thước mình ghi trên màn hình nhá. Mình đặt cái tờ giấy màu vàng này. Giấy nhún màu vàng này, giấy nhún màu xanh làm lá, kẽm cành, kẽm si, một chiếc bút màu để mình làm cái nhị hoa. Lát nữa mình làm thì các bạn sẽ rõ. Tiếp nữa là kẽm cành này, băng keo sáp, chỉ buộc và kéo nhá. Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết.
tiếp nữa là chúng ta cần cái nhị hoa màu vàng như thế này. Các bạn không có nhị hoa như thế này thì có thể làm theo cái nhị mình tự làm nhé. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết. Trước tiên thì chúng ta sẽ cắt cái mảnh giấy xưa có kích thước là 7x4cm nhé. Cánh hoa như thế này mình cắt hơi bị lệch một chút. Tiếp nữa là cái miếng giấy 7x5cm các bạn cũng cắt như vậy nhé. Các bạn cắt được một mảnh giấy như vậy thì với cái chúng ta sẽ cắt tầm khoảng 3 cánh 7x4cm và 3 cánh 7x15cm nha. Mình để thế này cho các bạn dễ nhìn đó. Sau khi cắt xong cái mảnh giấy đó thì chúng ta sẽ dùng cái bút dạ màu cam như thế này, hoặc là các bạn có thể dùng cái bút dạ màu vàng của cái hoa layer này nhá. Mình không có bút màu vàng cho giống hoa thật ấy, thì mình dùng cái màu cam này. Thì các bạn sẽ vết vào cái phần ba cái cánh nhỏ nhá. Khi vết xong thì chúng ta sẽ được cái cánh như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhét hoa vào. Các bạn dùng cái chi 7cm. Dùng keo sữa này. Các bạn vết keo vào phần chéo của cánh hoa nha. Các bạn đặt chéo như này nhé. Đặt chéo nhé. Tương tự thì chúng ta cũng sẽ làm với cái cánh hoa to nhé. Nhưng mà chú ý một chút là đối với cái cánh hoa to này thì chúng ta sẽ không dán chéo như vậy. Đó, chúng ta sẽ dán thẳng như thế này. So sánh được hai cái cách dán như thế này nha.
một cái thì nó sẽ vòng cung nó sẽ rộng hơn và một cái thì nó sẽ hẹp hơn như thế này. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ là cái giấy nhún màu, giấy nhún ý mềm ấy, nên là chúng ta cái lúc mà chúng ta viết keo vào cái phần nhị hoa thì cái giấy này nó rất là mềm, nó sẽ bám chặt vào cái phần kẽm si, nên là chúng ta không cần phải dùng keo nhé, dùng keo hoặc chỉ buộc. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái phần cánh lớn ở bên ngoài này. Chúng ta lại tiếp tục xuyên qua như thế này. Ta túm vào phần dưới lại. Bạn nào mà có thể muốn cho nó chắc hơn thì chúng ta sẽ dùng chỉ buộc để quấn lại nhé. Sau khi quấn xong thì chúng ta sẽ có cái hình dạng của cái bông hoa như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ vật dụng nào mà chúng ta cảm thấy nó tiện ấy, chúng ta sẽ vẽ cái cánh hoa bên ngoài cùng nhau nha. Các bạn nào vẽ tay thôi nha, vì cái giấy nhún này nó khá mềm. Bẻ xong thì chúng ta có cái hình dạng của cái cánh hoa, lớp hoa ngoài cùng như thế này, thì chúng ta sẽ dùng cái vật dụng mà chúng ta cảm thấy nó phù hợp thì chúng ta sẽ uốn cong cái phần lá này nhé. Sau khi uốn cong thì chúng ta sẽ dùng tay cái lớp cánh này ở phần gấp đôi nó lại nhá, ở phần giữa. Với cái lớp cánh trong cùng chúng ta cũng làm vậy nhá.
Bây giờ chúng ta sẽ dùng tay này. Các bạn làm theo mình nhé. Để cho cánh hoa có cái độ mềm mại tự nhiên. Được chưa rồi? Mình lỡ tay. Thế các bạn phải nhẹ nhàng với nhau. Bởi vì cái giấy này rất là mềm, nên là nó sẽ rất cứng cáp. Và lúc nãy mình làm mấy cái hoa cũng mạnh dạn, mạnh bạo quá. Sau khi chúng ta tạo độ mềm cho hoa thì chúng ta sẽ được cái bông hoa như thế này. Chúng ta sẽ làm cái phần đài cho bông hoa nhé. Nhìn khá là tự nhiên ấy. Các bạn có thể dùng giấy nhún Trung Quốc cũng được. Tuy nhiên thì làm bằng giấy nhún Trung Quốc thì cái độ mềm mại của cái cánh hoa nó sẽ không bằng cái giấy ý mềm này nhá. Bạn nào mà có điều kiện hoặc mà tìm được cái giấy này thì mình nghĩ là chúng ta nên các bạn nên làm bằng cái giấy ý mềm này nhá. Rồi. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ được cái bông hoa hình dạng như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần đài cho nó. Thì các bạn cắt cho mình cái tờ giấy nhún có kích thước là 5,5 x 4 cm như thế này nha. Ở đây mình dùng giấy ý cứng nên là cái độ giãn của nó sẽ rất là nhiều. Còn bạn nào mà làm cái giấy Trung Quốc ấy thì cái độ giãn của nó sẽ không được nhiều nha, nên là các bạn sẽ tăng cái kích thước của nó lên. Các bạn sẽ cắt như mình. Đến thì mình sẽ dùng cái mảnh giấy nhún này. Cái mảnh giấy nhún có kích thước là 5,5 x 2 cm như thế này để làm phần đài cho cái hoa to nha. 5,5 x 2 cm. Các bạn cũng kéo giãn ra cho mình. Các bạn gấp đôi lại. Tương tự các bạn sẽ cắt thêm một cái mảnh giấy như thế này nữa. Rồi sau khi cắt được cái mảnh giấy như vậy thì chúng ta sẽ dùng cái hai mảnh giấy này để tạo thành đài cho bông hoa nha. Dùng băng keo sát thì che đi cái phần đài của bông hoa nhé. Một chút xíu.
làm tương tự như vậy thì chúng ta sẽ làm thêm khoảng 3 bông hoặc là 3 bông nữa nhé. Để tiết kiệm thời gian thì mình sẽ không hướng dẫn các bạn làm nữa, mà mình đã làm sẵn các bông hoa như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm đến cái phần nụ hoa nha. Cái nụ hoa thứ hai thì chúng ta sẽ dùng cái giấy nhún có kích thước là 7x6cm. Các bạn kéo giãn ra cho mình nha. Như thế này. Rồi các bạn dùng tay để kéo cái phần đầu này cho nó lượn sóng một chút nha. Các bạn cũng dùng cái kẽm si 7cm để kéo sữa vào. Rồi các bạn nó dúng cái tờ giấy nhún này nha. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái tờ giấy nhún mà chúng ta vừa cắt ấy, bọc lại để làm đài. Với cách làm tương tự thì chúng ta sẽ làm thêm khoảng 2 đến 3 cái nụ như thế này nha. Rồi tương tự thì chúng ta bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần trên cùng cái phần gốc như thế này nha. Tại vì cái clip này mình không làm hoa mẫu đơn mẫu, hoa lay ơn mẫu, cho nên là các bạn mà muốn xem thành phẩm ấy thì các bạn có thể kéo đến phần cuối clip nhé. Các bạn sẽ cắt cho mình hai cái mảnh với kích thước là 5.5x2cm nhé. Mình sẽ cắt thứ hai chúng ta cũng làm như vậy. Rồi sau khi cuộn lại thì chúng ta sẽ được cái dạng như này. Cuối cùng là chúng ta sẽ cuốn băng keo sáp lại.
cùng là chúng ta sẽ cắt những cái lá có kích thước là 11 x 1,5 cm, rồi chúng ta cắt tạo hình cái lá như thế này nha. Chúng ta sẽ cắt khoảng 4 cái lá như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cái công đoạn cuối cùng là chúng ta sẽ hoàn thiện cái bông hoa layer này. Thì chúng ta sẽ dùng băng keo sáp vào kẽm cành, mình dùng cái cành loại to 5mm nha, kích thước là 30cm. Còn bạn nào muốn làm hoa nó dài hơn thì các bạn sẽ làm cái kích thước của cái cây hoa layer nó to lên và cái kẽm cành nó dài hơn nha. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ghép thành cái hoa layer đây, với cái phần nụ nhỏ nhất thì chúng ta sẽ ghép lên trên như thế này. Tiếp đến là cái nụ thứ hai, tiếp là cái thứ ba, cái thứ ba này nó hơi to quá. Rồi chúng ta sẽ ghép đến cái phần nụ nhỏ. Tiếp đến là chúng ta sẽ ghép phần hoa vào nha. Bây giờ chúng ta ghép phần lá vào, hai lá úp vào nhau. Thứ ba, lá của hoa layer nó to hơn ấy, nhưng mà mình lỡ cắt nó nhỏ quá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng tay để chỉ cái cành hoa layer này nha, cho nó đẹp. Hơi bẻ cong một chút. Thực ra là mình làm cái kích thước của hoa layer này thì nó hơi nhỏ và hơi cái cành nó hơi ngắn ấy, nhưng mà hiện tại thì mình không có cái kẽm nó dài hơn nên là mình đã dùng cái kẽm cành nhỏ nhá. Thì bạn nào mà muốn làm cái cành hoa nó giống tật hơn thì các bạn sẽ làm cái cành hoa nó to hơn nhá. Hoa này thì là cái hoa layer mà theo mình thì nó nở to ra đấy. Mình cũng có xem hoa thật rồi, cái mẫu hoa trước thì mình làm nó là mẫu hoa chưa, cái cây hoa layer nó chưa nở to ra. Thế thì cả hai mẫu đều rất là đẹp. Các bạn có thể làm cả hai mẫu rồi cắm chung vào một bình
nhìn sẽ có nhiều hình thái của hoa thì nó sẽ đẹp nhé. À, như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cái cách làm hoa lion này. À, thì thực ra là các bạn mà muốn mình làm hoa gì thì các bạn có thể yêu cầu trực tiếp với mình. À, các bạn có thể để lại bình luận bên dưới, hoặc là các bạn có thể inbox trực tiếp qua Facebook cá nhân của mình. À, đây, cái mẫu hoa lion này mình cũng thực ra là mình đã làm một mẫu hoa lion rồi, cho nên là mình cũng không muốn làm thêm một cái mẫu hoa lion nữa. Tuy nhiên thì đây là một yêu cầu của một bạn trên Facebook, nên là mình cũng vẫn sẽ làm. Thì các bạn mà yêu cầu nhiều hoa gì thì mình sẽ cố gắng cứ giết thời gian để làm nha. Chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa lion này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha.
Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm mẫu hoa đào Tết nha, để các bạn có thể trang trí cho nhà mình có không khí Tết nha. Thì đây là hai cái cành đào mình đã làm sẵn. Đây là đào màu hồng nhạt, còn đây là màu hồng đậm, nhưng mà mình không tìm ở nhà mình hiện không có cái giấy nhún nó giống màu hồng đào thật, hồng đậm thật ấy, nên là mình làm tạm một giấy này nha. Còn bạn nào mà tìm được cái giấy nó giống hơn ấy thì các bạn mua giấy đấy để làm nha. Làm cái cành đào này thì cũng cần một số nguyên liệu như sau. Đầu tiên là giấy nhún để làm nhụy này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái mẫu hoa đào màu này nha. Thì đầu tiên các bạn cần là giấy nhún màu hồng để làm cánh hoa. Màu hồng đậm hơn một chút thì các bạn làm nhụy hoa. Màu xanh để làm lá này. Kẽm nhựa, kẽm cành, mình dùng kẽm nhựa. Băng keo sáp màu nâu, bởi vì cành đào thì nó màu nâu nên là các bạn dùng băng keo sáp màu nâu nha. Tiếp theo là kẽm si. Các bạn có thể dùng loại kẽm si không bọc băng keo sáp mà cũng được nha. Kéo, thước kẻ và keo sữa. Thì trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần hoa trước. Phần nhụy trước đi nha. Thì các bạn cần cho mình một tờ giấy màu hồng đậm có kích thước khoảng là 3 cm nhân với 3,5 nha. Đó, rồi các bạn dùng kéo cắt tua rua thôi. Cắt khoảng một nửa nha, cắt càng nhỏ càng tốt. Cũng đừng nhỏ quá vì sợ nó sẽ bị rời ra đấy. Sau đó các bạn dở ra rồi kéo giãn. Các bạn dùng tay vê nhẹ cái tờ giấy này để tạo các đường xoắn như thế này nhá. Rồi sau đó các bạn cuộn chúng lại như thế này. Ok. Sau mình nhụy tiếp theo mình sẽ làm cái phần cánh hoa nhá. Các bạn chuẩn bị cho mình hai mảnh như thế này. Đây. Một mảnh to và mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ có kích thước là 1,5 nhân với 4 nha. Mảnh thứ hai là có kích thước khoảng 2 nhân với 4,5. Các bạn cắt tạo hình cánh đào nha. Các bạn nhớ là hình cánh đào thì nó hình tròn ấy, chứ không phải là hơi nhọn, nên là các bạn cũng cố gắng cắt nó tròn một chút nha. Đó. Sau đó thì các bạn dùng tay kéo giãn hết cỡ nhá, kéo giãn hết cỡ cả cái cánh, nhưng mà các bạn nhớ là dùng cho nó cong lên như thế này. Tiếp cái cánh to thì các bạn cũng làm như vậy. Các bạn cũng kéo ra. Đó. Các bạn cắt cho mình khoảng số lượng cánh hoa đào thì các bạn chú ý là hoa đào thì nó khá là nhiều cánh, nên là các bạn làm càng nhiều cánh thì càng đẹp nha. Nhưng mà theo mình nghĩ thì tầm khoảng 10 đến 12 cánh là đẹp rồi nhá. Đó. Các bạn làm, mình đã cắt sẵn các cánh như thế này rồi.
Tiếp theo là các bạn dùng tay này đẩy phần nhẹ cái phần cánh này cho nó cụp xuống nhé, hoặc là các bạn dùng kẽm cành cũng được, rồi uốn cong nó xuống. Mình thì mình thường dùng tay cho nó nhanh. Làm hoa đào này theo mình nghĩ thì chỉ nên làm các cành để cắm vào bình thôi, chứ còn làm cả cây mà bằng giấy như thế này thì mất khá nhiều thời gian. Nhưng bạn nào mà có thời gian thì làm được, thì nó cũng đẹp, mà kiểu làm xong thì mình cảm thấy như là mình làm được cả một cây đào ấy, thì cảm giác nó rất là vui. Mình thì chỉ làm clip hướng dẫn này thôi, chứ còn ở nhà thì mình chắc cũng chả có thời gian để mà làm nhiều để cắm. Quay vào buổi sáng ấy là khá là ồn, các bạn chịu khó nha. Đó. Sau khi các bạn mà đã làm xong như thế này rồi thì chúng ta sẽ vào ghép nhá. Các bạn dùng kẽm xi này, có kích thước khoảng 8 cm nhá. Ơi. Các bạn dùng keo sữa này. Ở đây mình hướng dẫn các bạn hai cách nhá. Một là các bạn dùng keo sữa này đặt kẽm cành vào trước, cuộn lại. Sau đó thì mới ghép cái cánh hoa vào, hoặc là các bạn trực tiếp dùng ghép cánh hoa luôn. Sau đó thì dùng kẽm cành để buộc. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách thứ hai nhé. Các bạn sẽ ghép từng lá một, từng cái cánh hoa vào như thế này. Ở đây mình có cái nhụy đây rồi. Bên trong thì các bạn ghép những cánh nhỏ trước nhá, khoảng 3 đến 4 cánh. Nếu như bạn nào mà chưa quen ấy, thì các bạn có thể dùng là phết keo sữa vào từng cánh hoa một để gắn nhé. Ví dụ mình sẽ làm cho các bạn. Như thế này thì nó hơi mất thời gian, nhưng mà cái cánh hoa nó sẽ chắc hơn. Nó sẽ không bị xô lệch ấy. Còn bạn nào mà làm quen rồi thì có thể trực tiếp túm nó vào ấy. Sau đó thì các bạn dùng kẽm để buộc thôi, thì nó nhanh hơn rất là nhiều. Đó, chúng ta đã ghép xong cái phần cánh nhỏ rồi. Tiếp theo là mình sẽ ghép phần cánh lớn, thì mình sẽ không dùng keo sữa để gắn nữa, thì nó mất thời gian lắm. Nên là các bạn nào mà chịu khó thì các bạn chưa quen mà chưa quen tay ấy, thì các bạn có thể dùng keo sữa để gắn cho nó chắc nhá. Còn ở đây thì mình quen rồi nên là mình sẽ ghép luôn. Các bạn cứ ghép ước chừng các cánh như thế nào mà nó vừa đủ thì thôi nhá. Đây mình có bao nhiêu cánh thì mình sẽ ghép hết vào. Đó. Sau khi ghép xong thì các bạn đã được cái hình hoa như thế này. Rồi tiếp thì các bạn sẽ dùng cái kẽm này đặt như thế này, uốn chúng lại. Đó.
Như vậy là chúng ta đã làm xong cái phần cuốn lại như thế này nha. Rồi các bạn dùng băng keo sáp màu nâu cuốn lại. Bởi vì cái thân hoa đào màu nâu nên các bạn sẽ dùng màu nâu nha. Cuối cùng là các bạn dùng tay này đẩy các cánh này cho nó nở ra nhá. Đó, như vậy là chúng ta đã làm xong bông hoa đào rồi. Các bạn nhìn thấy chưa? Cái kích thước hoa này thì hơi to một chút, mình làm để hướng dẫn đấy. Còn các bạn nào mà muốn non giống kích thước thật thì các bạn làm nhỏ hơn một chút nha. Đó. Các bạn làm cho mình khoảng 3 bông hoặc là nhiều hơn nhé. Ở đây mình đã làm sẵn các bông hoa rồi. Khoảng 3 đến 5 bông trên một cành hoặc là nhiều hơn thì càng tốt nhá. Mình ở đây hướng dẫn các bạn thì làm 3 bông thôi. Tiếp là chúng ta sẽ làm về đến đó cái phần này này, cái phần nụ hoa này như thế này nhá. Đây. Các bạn chuẩn bị cho mình bông gòn này. Phần lá màu xanh, phần giấy màu xanh và phần giấy màu hồng cùng với phần cánh hoa luôn nha. Các bạn cắt cho mình một hình vuông nhỏ. Có kích thước là 5,5 với 5,5 nha. Ở đây mình cắt thành hình chữ nhật mất rồi. Thì sau đó các bạn dùng tay này kéo giãn phần giấy này ra. Dùng một ít bông gòn. Túm nó lại. Các bạn dùng cái MC này, hình kìm này, uốn cong một đầu. Sau đó các bạn bôi keo sữa vào. Đặt vào trong nhá. Các bạn túm lại. Đó. Các bạn đã được một phần nhụy như thế này. Tiếp đến là dùng một đoạn giấy màu hồng có kích thước khoảng 7 cm nhân với tập 1,5 nha. Đặt ở giữa này, các bạn xoắn hai vòng. Ok. Sau đó các bạn dùng tay này đẩy nhẹ nó ra thành hình vòng cung như thế này. Các bạn úp vào như thế này. Rồi sau đó thì các bạn dùng chỉ để buộc lại nhá. Dùng chỉ để buộc lại. Các bạn đã thấy rồi.
Tiếp mình dùng một cái đoạn, một mảnh giấy màu xanh nhỏ như thế này, có kích thước khoảng 2 cm nhá, nhân với lại 2,5. Các bạn cắt tạo hình đài. Đài hơi tròn một chút. Đó, sau đó thì các bạn dùng tay kéo giãn ra. Dùng keo sữa phết vào các đầu. Thôi, các bạn đặt vào cái phần hoa này thôi. Rồi các bạn dùng băng keo sáp để cuộn lại. Các bạn nhớ dùng màu nâu nha. Tương tự như vậy thì các bạn làm thêm một cái búp hoa như thế này nữa nha. Tiếp còn một cái búp hoa nữa, đó là cái búp hoa này. Đây đây. Thì các bạn cũng làm với cách tương tự, cũng cắt một mảnh giấy màu hồng như vậy, hình vuông. Dùng mảnh giấy màu xanh. Cũng dùng kẽm cành. Tiếp cũng dùng một đoạn màu xanh dài như thế này. Các bạn cũng xoắn nhẹ. Tạo cái bụng. Rồi cũng úp vào như thế này. Dùng chỉ cuốn lại nha. Hoặc là bạn nào không thích dùng chỉ luôn ấy thì các bạn dùng trực tiếp băng keo sáp để cuốn lại. Như vậy là mình đã làm xong cái phần búp hoa. Cái búp hoa này là búp hoa chưa nở ra như thế này nhá. Các bạn lại cũng làm thêm một cái búp hoa nữa. Làm nhiều búp hoa thì càng tốt nhá. Cuối cùng là chúng ta sẽ làm đến phần lá nha. Các bạn lá hoa đào thì nó là lá nhọn. Đây, nó là lá nhọn nhỏ như thế này. Thì các bạn dùng mảnh giấy màu xanh này, có kích thước khoảng là 5 cm với 1 cm nha. Rồi các bạn cắt tạo hình lá thôi. Đầu lá nhớ là các bạn phải cắt nó nhọn nhá. Cái phần bụng lá cũng đừng cắt to quá. Một cành như của mình làm thì mình thường làm tầm 10 đến 11 lá. Thì ở đây mình cũng đã cắt sẵn rồi. Đến phần cuối cùng là các bạn sau khi đã làm xong phần lá này, phần hoa và phần búp hoa thì chúng mình sẽ vào cái phần ghép nha. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ ghép, các bạn dùng băng keo sáp màu nâu này cuộn cái phần kẽm cành màu xanh này lại, rồi các bạn gắn 3 lá ở trên đầu nha.
tiếp đến thì các bạn chọn cái phần búp hoa mà nó nhỏ hơn thì các bạn đặt lên trước nha. Tiếp đến là sẽ đến cái phần búp hoa. Tiếp nữa búp hoa đã nở gần nở rồi đấy ạ. Thì các bạn đặt lên. Rồi tiếp đến là lá này. Các bạn cứ ghép liên tục nha. Làm nhiều hoa thì các bạn ghép cái khoảng cách nó gần hơn. Ở đây mình nhỏ hơi ít hoa, mình làm có 3 bông thôi. Nên là mình sẽ ghép nó liền. Ghép nó hơi thưa một chút. Cứ xen kẽ hoa xong đến búp. Rồi xong lại đến phần hoa. Và rồi cuối cùng thì các bạn ghép khoảng 3 cái lá ở dưới nhá. Sau đó thì các bạn dùng tay để chỉnh lại nha, sao cho nó hợp lý một chút là được. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong cái phần đào, phần cành đào này thì các bạn sau đó để tạo độ cong vừa ý cho cái cành đào này thì các bạn hai tay cầm hai đầu và bẻ cong một chút nha. Đó. Sau đó các bạn dùng tay để chỉnh làm sao cho nó trông nó đẹp một chút là được. Đó. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn làm cái phần cành hoa đào như thế này nha. Các bạn mà có cái điều gì mà thắc mắc hay là chưa làm được hay là lúc làm mà có vấn đề gì ấy thì các bạn cứ comment ở bên dưới nhé, thì mình sẽ hỗ trợ các bạn. Đó, làm cành đào này thì cũng không mất nhiều thời gian lắm, nên là chúc các bạn sẽ thành công với cái mẫu hoa đào này nha. Ở clip sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm hoa mai. Hoa mai thì nó cũng tương tự gần giống hoa đào thôi, nó khác có một chút xíu thôi. Thì hiện tại mình sẽ ở clip sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm. Chúc các bạn thành công nha. Có gì thắc mắc thì cứ để lại comment ở bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.